Chào các bạn, hôm nay tiếp tục với cái vấn đề là dựng hình 2D trong môi trường sketch. Thì cái việc dựng hình 2D này rất là quan trọng, và tại vì tất cả quá trình thiết kế sau này của mình, cho dù mình thiết kế sản phẩm hay thiết kế khuôn, thậm chí lập trình gia công, nếu như mình cần vẽ tiết diện 2D thì bắt buộc mình phải quay môi trường sketch. Cho nên cái việc thông thạo cái công cụ chỉnh hình sketch rất là quan trọng, tại vì nó giúp cho mình là sau này khi có ý tưởng á là mình sẽ vẽ được ngay, chứ mình không cần phải ngồi mình cặm cụi xem là cái công cụ mình là công cụ nào cần phải áp dụng. Nó rất thời gian đôi khi làm mình, cho nên mình mất cái hứng thiết kế của mình đi. Cho nên mình nên thông thạo công cụ môi trường sketch trước. Thì môi trường sketch các bạn hãy vào bằng cách là dùng lệnh sketcher hoặc là nút sketch hoặc là vô menu curve chọn là sketcher. Rồi, nếu như mặc định không nói gì hết, chọn sketch và nút giữa chuột liền á thì cái là bắt đầu mặc ít đi là mặc giấy phát. Rồi, xin mà trong trong môi trường 2D sketch này nó cũng dùng cái nguyên tắc là tham số, có nghĩa là nó yêu cầu mình dựng đúng cái trình tự, là dựng đúng cái tiết diện, sau đó gán các cái ràng buộc và cái kích thước, sau đó mình sử dụng chức năng là tái tạo kích thước lại để hoàn chỉnh. Có nghĩa là ban đầu khi dựng thì ta không còn quan tâm tới cái kích thước cụ thể, mà cái quan trọng nhất là cái hình dạng. Ví dụ như yêu cầu các bạn dựng một cái ngôi sao 5 cánh thì đừng vẽ cái hình 4 cánh hoặc là 3 cánh thì nó không ra, còn 5 cánh rồi thì đều hay không đều, kích thước bao nhiêu á mình đều phải chỉnh sửa được hết. Rồi, trong môi trường này thì các cái nút của cái con chuột cũng giống như bên ngoài, có nghĩa là nút trái dùng để chọn đối tượng và chọn lệnh, cái nút giữa để xác nhận là hết một lệnh, và cái nút phải là bật menu. Thì trong Suma trong môi trường sketch này các bạn nên lưu ý cái nút phải chuột, tại vì 80% các cái lệnh thường dùng á nó nằm trong cái nút phải này, cho nên việc áp dụng cái nút phải nhanh á sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, thay vì mình phải di chuyển về đây để mình kiếm lại cái lệnh của mình. Rồi, thì các công cụ vẽ trong Suma trong các bạn thấy là nó cũng không có quá phức tạp, nó cũng gồm những công cụ như là vẽ đường thẳng, hình chữ nhật, rồi đường tròn, elip, cung tròn, SP line, vẽ điểm, vẽ đường tâm, lấy đồng dạng, rồi tạo cái góc bo tròn hoặc là chamfer hoặc là góc nhọn, rồi trim tỉa các cái đối tượng, rồi sau đó là các cái ràng buộc. Ràng buộc ví dụ như những ràng buộc như là song song, đối xứng, song song, vuông góc, tiếp tuyến, trùng nhau, rồi nằm ngang, nằm đứng, hoặc là cùng hoành độ, cùng tung độ, rồi các lệnh ghi kích thước, rồi các lệnh lấy đường cũ, lấy chuẩn, và một số cái tùy chọn về mặt công cụ ở đây. Rồi, thì để minh họa, đầu tiên tôi sẽ dẫn các bạn xem một cái hình ngôi sao 5 cánh. Thì Sima trong nói luôn là nó không có những cái palette, những cái hình chuẩn điển hình như là những hình đa giác đều hoặc là những hình ngôi sao, hình rãnh then mà mình dựng bằng tay hết các bạn. Ví dụ như hình ngôi sao 5 cánh, đầu tiên là mình dựng một cái đường tròn. Đường tròn hai cách dựng, hoặc các bạn chọn là free thì là không có kích thước, hoặc các bạn chỉ định thẳng luôn kích thước ở đây. Thì tôi chọn luôn kích thước là, ví dụ như bây giờ tôi muốn cái diameter là 15 đi. Thì mình để đây. Kích thước là 15 nha. Rồi. Sau đó ngôi sao 5 cánh thì các bạn vẽ hình là 5 cạnh. Các bạn cứ vẽ bình thường, ví dụ như là đây, vẽ lên đây. Các bạn chế đây. Ra như vậy có nghĩa là nó đang dùng cái ràng buộc là cùng cái hoành độ nè. Cái điểm gốc và điểm đích của cái này nó cùng hoành độ. Rồi mình vẽ xuống đây, đây là cùng tung độ để nằm ngang đây. Xong vẽ qua đây. Các bạn vẽ như thế này. Nó ra cái tự chọn mà hai cái chéo nha, nghĩa là nó nằm trên nhau các bạn. Có gì cái tự chọn này đây. Cái này cái là nó đang gì đây? Cái báo là cái điểm này nè, nó nằm trên cái đường tròn này luôn. Rồi, sau đó đã có 5 cạnh rồi thì mình dùng chức năng là mình ràng buộc nó, ví dụ như mình ràng buộc là 5 này bằng nhau. 1 2 3 4 5. Anh sẽ bằng nhau, là chính là công cụ là same value là bằng nhau. Rồi, các bạn thấy nè, tự động khi nó bằng thì nó sẽ nổi tiếp và nó là màu hồng. Thì trong Suma trong các bạn lưu ý cái màu hồng có nghĩa là đủ kích thước và đủ ràng buộc. Còn nếu màu mà màu xanh á là chưa đủ, mà nếu mà màu đen á là nó đã bị dư. Rồi, những cảm giác các bạn xóa đi bằng cách là dùng chức năng là Dynamic Trim để bạn xóa đi. Xóa đi. Rồi. Những cái chuẩn, những cái ràng buộc là nhiều, cái nó nhiều quá làm rối mắt mình, các bạn nhấn phải chuột chọn chức năng bỏ chức năng là Show để nó ẩn cho mình. Rồi, cái đường tròn này mình muốn rằng chỉ làm chuẩn khi bên ngoài nó không có nữa đó, thì bắt buộc mình phải dùng chức năng là đưa nó về dạng condition line là dạng này. Chứ mà đừng xóa nha, tại vì nếu mà xóa đi nó sẽ mất cái chuẩn. Ta thấy là đây, thì lập tức cái ngôi sao của mình nó không còn chuẩn nữa, thì nó sẽ không còn được màu màu xanh, màu vàng hồng nữa, mà sẽ là màu xanh. Thì các bạn undo lại, cái đường này nên để cho condition line thôi.
Rồi, nếu như các bạn muốn là không muốn cái thước đường tròn này, các bạn thấy xóa cái thước đường tròn này đi. Chỉ định thẳng luôn. À bây giờ cái ngôi sao của mình có cái cạnh là bao nhiêu đó, các bạn gõ vào dù như cạnh là 5 ly. Cũng ok. Còn nếu các bạn đã ghi là cạnh như thế này rồi, cạnh là 5 nhá. Mà các bạn cố tình ghi thêm đường kính nữa. Mặc dù các bạn muốn là 12 thôi. Thì nó sẽ bị màu cam, màu cam đã bị dư ràng buộc các bạn dư kích thước, tại vì từ cái cạnh này nè, mình hoàn toàn tính được cái đường kính của cái anh này, cho nên nếu mình chọn hai thằng sẽ bị trùng, nó sẽ bị dư, nó báo là màu cam thì bạn xóa đi. Rồi. Đây là những điều cơ bản nhất về môi trường sketch của Simatron. Tiếp theo tôi sẽ dựng cho bạn một số một cái hình tiết diện nó phức tạp hơn một tí nữa. Chúng ta kết thúc bài tập này ở đây để chuyển sang một cái mô hình khác nó khó hơn nha. À, tôi đồng ý. Rồi, ví dụ như mình xem một cái tiết diện này. Các bạn thấy cái tiết diện này nó hơi khó một tí là tại vì nó có rất nhiều cung tròn. Cái việc cung tròn và cái việc mình xử lý cái tiếp tuyến thế nào đó cho nó đừng có bị chạy hình ảnh thế nào đó thì là một cái kỹ năng thì sẽ hơn các bạn luôn. Ví dụ bây giờ mình xóa đi nha. Mình dựng lại nè. Sketcher. Thì đầu tiên mình dựng thì các bạn chú ý là nên tận dụng cái usage này để làm một chuẩn kích thước. Tại vì nếu các bạn không chọn một cái chuẩn kích thước ngay usage này á, các bạn sẽ mất thêm hai cái thước XY cho nó nữa. Cho dù đây tôi dựng hình đầu tiên á, là dựng một cái đường tròn đường kính 25 thì tôi sẽ để là radius là 25. Đây một đầu tiên ở đây một hình và bên ngoài là một cái đường tròn có cái bán kính là 30. Rồi, phía bên tay phải của nó sẽ có những cái đường tròn lần lượt có cái bán kính là 15, 30 và 6. Thì ở đây có thể dựng luôn. Ví dụ như đây mình chọn một cái anh là R là 15. Các bạn dựng đại đây một anh ở đây. Sau đó anh là R là 6. Ở đây. Rồi. À, phía trên nó có một cái đường tròn R là 180 để bọc từ đây qua đây. Và mình qua mình ghi kích thước cho luôn nha, một số kích thước. Ví dụ như là từ đây tới điểm xa nhất của nó kích thước là 125. Kích thước từ đây tới đây là 85. Và từ đây hai kích thước giữa hai tam thức phương Y nó là 15. Rồi, cái đường tròn bao đây thì có hai cách dựng. Một ta dựng arc, các bạn kéo một cái arc từ đây qua bên đây, các bạn thấy nha, như thế này đó. Ở đây thì nó tiếp tuyến rồi, ở đây thì chưa, thì các bạn có thể dựng lại bằng cách là ép nó anh này và anh này là tiếp tuyến và đây nó bị dư thì các bạn cứ trim nó đi, sau đó gán cái thước cho nó là 180. Sau đó ở dưới có hai cái cung, một cung là R25 và một cung là R30. Thì các bạn có dựng rất là đơn giản cách này, ví dụ các bạn cứ dựng đại bên ngoài thôi, ví dụ như R là 25. Các bạn đưa nó vào. Các bạn nó hình tiếp tuyến nè, đó nó lên một tiếp tuyến nha. Một bên nè. Qua đây, tiếp tuyến nữa là hai bên. Sau đó có cái R30. Các bạn để vô R30. Các bạn để vô đây nè nha, một tiếp tuyến nè. Hai tiếp tuyến nè. Sau đó mình sẽ trim bỏ anh này đi. Trim bỏ anh này đi. Đó. Thì đây là một cách dựng hình. Là mình chủ động mình dựng đúng các kích thước luôn ngay từ đầu. Và cách này thì với những cái đường, với những cái hình mà có nhiều cung tròn á thì nó xài cách này. Nhưng có một cách khác là các bạn cứ vẽ tất cả các tiết diện, sau đó gán cái thứ một lần luôn cũng được. Và tôi sẽ làm cách cho bạn nghe bây giờ luôn. Ví dụ như là tôi bỏ này hết nha. Bây giờ mình dựng tất cả là free hết nè. Mình đừng đi kích thước nữa, mình cứ dựng đại một hình ở đây. Đó, một anh ở đây, một anh ở đây. Sau đó các bạn ở đây dựng một anh ở đây và một anh ở đây. Rồi, với cái anh này á, dựng một đường tròn to như vậy luôn, dựng dưới dựng cái dựng lại ra đi. Đó, dựng như vậy, một anh ở đây. Ở dưới lên cũng vậy, tiếp tuyến một bên. Và ở đây chúng ta tiếp tuyến một bên. Rồi, sau đó ta bắt đầu ta sửa nè. Ví dụ như cái anh này nó nằm ở dưới đây quá thì mình nắm mình kéo lên trên tí, dịch qua đây nè. Đó, lên đây. Sau đó mình gán ràng buộc.
yêu cầu anh này và anh này tiếp tuyến, anh này và anh này tiếp tuyến, anh này và anh này tiếp tuyến, anh này và anh này tiếp tuyến luôn. Rồi, dư ta xóa bỏ đi, dư ta xóa bỏ đi, xóa đi. Rồi, bây giờ ta bắt đầu tiến hành ta ghi kích thước cho nó. Thì các bạn thấy rằng nếu như các bạn ghi kích thước, ví dụ như anh này là R là 30, nó chạy ngay. Thì nhiều cái nó chạy như vậy, nó sẽ làm cái hình mình sẽ bị biến dạng, mà không nhận xét được, nhận biết được hình ban đầu mình như thế nào. Cho nên sau đó nó có công cụ là nó hoãn cái việc ta lại kích thước lại. Các bạn để đây, bỏ review đi. Thì các bạn ghi kích thước thoải mái. Ví dụ đây là 180, các bạn gõ 180 vuông, nó không chạy đâu, nó sẽ nằm, nó chờ. Và cách là gì, nó có một cái gạch ngang dưới này, nó báo là nó đã hiểu rồi đấy, nhưng mà nó chưa tới tạo liền. Dù từ đây tới đây, các bạn ghi vô là 125, các bạn cứ ghi thoải mái nha. Anh này tới đây, ví dụ như tới cái điểm này là 85, khoảng cách hai anh này là 15, anh này R6. Các bạn chú ý nè, nếu đã là cung tròn rồi á, thì các bạn không thể ghi được cái đường kính nữa. Mà nếu là đường tròn á, thì không thể ghi được cái bán kính. Cái việc đường kính hay bán kính á, đối với cung tròn, với đường tròn á, là các bạn điều chỉnh ngay từ ban đầu á. Chứ khi đã xóa hành cung rồi thì bắt buộc nó phải là bán, và đường nó phải là đường tròn thì nó phải là đường kính, chứ nó không thể hoàn được cho nhau được. Muốn gì bằng chuyển từ đầu ở đây. Rồi, thêm một cái nữa, ví dụ anh này có R là 25, anh này thì R30, các bạn cứ gõ vào hết vào. Anh này R6. Rồi anh này, các bạn thấy nè, đường tròn bắt buộc nó ra đường kính 25, enter. Rồi, còn thiếu cái thước nào mà nó chưa màu hồng lên, mình kiểm tra lại nha. Ở đây còn thiếu một anh nữa, R15. Rồi, sau khi các bạn ghi cái thước xong, các bạn nhấn cái nút update thì cái hình nó ra, tự động sẽ chạy về, nhưng mà đúng một lần luôn. Tất cả một lần chứ không phải nó chạy là cứ mỗi lần mình gõ là nó chạy, mỗi lần mình gõ nó chạy, nó sẽ làm hình rất là rối. Rồi, đây là những cái điều cơ bản nhất về cái lệnh Sketcher trong Suma trong. Ở những bài tập sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số kỹ thuật khác nữa, nhưng mà cơ bản nhất thì là nó như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn.